Chay à, con có biết giờ này là mấy giờ? Ai cho con tự động lấy son môi của mẹ mà con sức lên giờ này? Con tự động à? Con giỡn mặt với mẹ hả Chay? I'm really sorry. I want to be makeup. À trời đất ơi, mà con có biết giờ này là mấy giờ không mà con want to be makeup? Con có biết giờ này là mấy giờ không mà con tự động ra con lấy son môi của mẹ con đi makeup? Con có xin phép mẹ chưa? Ủa cái giờ này là giờ đi ngủ mà, chứ đâu phải là giờ makeup mà con tự động con ra ngoài con lấy. Ủa đi ngủ cũng phải đẹp nữa hả? Trời ơi, nó đi ra ngoài, tôi tưởng nó đi vô nhà vệ sinh nó làm cái gì. Nó đứng nó lấy. Trời ơi, bây giờ còn see myself nữa. Đây, see myself đây. See myself đi. Can I picture it? Picture it đi. Trời ơi, see myself còn còn picture it nữa. Còn tao còn đòi chụp hình nữa. Có được đời không? Từ từ. Từ từ cái điện thoại này hết pin rồi. Ủa lộn, hết ấy rồi, đây nè, con tự sức mà nè. Đó, rồi tự động chụp hình đi. Đó, chụp đi. Đây mày bấm về, mày bấm ngược lại. Đây mày bấm, con phải ngồi vậy con mới chụp hình mới đẹp chứ con vậy lên chụp hình xấu. Rồi chụp đi. Rồi, bấm chụp đi. I think that's too much. You think that's too much, right? Mẹ cũng nghĩ vậy luôn đó. Sức quá sức à. Cái môi thì nó hả, nó mỏng dánh như la. Trời trời trời. I guess it's not too much. Trời ơi, chắc con đọc đâu quá. Cái con này là nó giỡn mặt nè. Có ai đời mày đi giờ này 11 giờ mà tự động nó đi lấy son môi lên nó son đâu. Rồi nó I think it's too much là nó nghĩ nó sơn quá đà. Có ai đời vậy không? Trời ơi, chắc mày đọc con quá trời ơi, bước đi ra chùi miệng đàng hoàng. Trời ơi, chắc tôi đập con này quá. Rồi nó còn lấy cái này nó quẹt vô mặt nó nữa. Trời ơi. Mà bà tại sao con mẹ... Ủa? Mẹ phải đi cất cây son môi của mẹ cao lên rồi. Bây giờ mẹ để đó là con biết chỗ của mẹ để rồi. Con bây giờ con tự lấy rồi. Không được rồi. Không, mẹ phải đi cất cây son môi của mẹ. Mẹ tưởng là con ra con đi lấy mấy cái này thôi. Ai ngờ hả, tối mẹ không thấy thì con đi con quét cái son môi con lên. Ôi đất ơi. Cái mà cái này là đồ của mẹ mà đâu phải đồ chơi đâu. Trời ơi, tôi chứ tôi đập con này quá đi thôi. Trời ơi. Mà mẹ hỏi con nè, giờ này con đánh son môi để làm cái gì? Nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, con còn nhỏ mà. Trời ơi, môi như mấy thịt bò. Trời ơi. Look at the mother. The mother fixing something. Oh, yeah. And I turn into a belly. Did you see that? Ơi đất ơi, chưa đời không xấu. Đi ra chùi miệng lẹ lên. Bước đi ra đây chùi miệng. Đi ra chùi miệng lẹ lên. Nhảy luôn không? Nhảy luôn đi. Yeah, just jump from there. Đúng rồi, nhảy luôn đi. Cái đó đâu có gì đâu. Đúng rồi, giỏi. Quá chính xác. Đúng y chang mẹ của nó vậy đó tài. Mommy, your turn. Grab the other one. Thôi, lạnh. No, not land. Lạnh. No. Không. Trời ơi, lạnh. No, you, daddy and JD. Trời, nước như nước đá chứ không lạnh. Thôi. Right? Thôi. No, then you go. I'm waiting on you. No, you don't need to wait on me. You go. Yeah, daddy go. Mommy go. Daddy. I'm gonna go sit in that. Mommy, you need to go in the other float. What? You're gonna sit on this? Yeah. And then I'm gonna jump in. Thôi, mẹ không xuống đâu, lạnh lắm. Come on, JD needs a friend. Trời, đen nữa, thôi. JD, you gotta my baby, my skin gonna be like
Trời xuống dưới mình mà nằm ở dưới là tại vì là cũng quá hả? 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ mới đi lên thì thôi cái da tôi là từ da này mà tới thành mà da mà như con chuột luôn mà thôi xong rồi thôi. Không không đừng rủ rê. Để cho mẹ ngồi trên mát cho con bây da mẹ đen quá trời đen rồi. Con thấy không? Con thấy cô chú la mẹ không? Cô chú nói mẹ hả bán kem bán đồ mà da đang thui. Bởi vậy rồi vậy sao da không đen được cái nè. Bắt ra thiền chơi rồi nó bắt tắm đồ với nó lấy gì cũng đen. Trời ơi trời. Con nói đi cô chú ơi đừng la mẹ con đi rồi mày nhảy xuống. Đừng la mẹ. Không nói chuyện đàng hoàng. Hả? Trời ơi sao ép buộc người ta vậy trời. Người ta đã không muốn xuống rồi mà còn ép buộc nữa. Back, look at my skin. Your skin's fine. You got the ACE or the BNY. À, mình BNY. Chồng mà quá nó Ngọc có sữa tắm rồi còn lo gì chút nữa tắm xong vô tắm sữa tắm lên cắn lại liền. Có được đời không? Mà người nước ngoài các bạn ơi, người ta nằm ra người ta phơi nắng nha các bạn kìa. Nằm phơi là cởi áo ra là nói chung là có bao nhiêu mảnh là phơi ra hết luôn á. Để cho da đen lại á. Trời ơi, con cường cổ của chồng Ngọc kìa. Maybe let me see behind your neck. It's so dark. Cổ của chồng Ngọc nó đen ghê. Thiệt cái chứ, khổ thiệt cái chứ. So cold man. Then my face gonna be like facing the sun. Nằm vậy đó, đi xuống dưới là nằm ngửa ra luôn á. Ngửa đưa nguyên phơi cái người luôn ép người ta chi trời. Trời ơi, nó còn nói relaxing nữa. Nice and relaxing. Ok, daddy go down. Trời ơi, gương cổ của chồng Ngọc này đen. Bring it closer, Jenny. Nắng dữ lắm luôn á. Con chay mà nãy nó tắm viên A trì mà nó tắm viên A trì có 1 tiếng đồng hồ mà lúc đó trời đó là hả 11, 12 giờ trưa á. Trời ơi đứa coi một chút nữa nó vô hả Ngọc thấy hả cái thân người của nó là chính giống như là hằng. Những cái nào chỗ nào mà nó có mặc quá áo mặc quần á thì là hả nó trắng mà còn chỗ nào không áo không quần trời nó đen. Là biết cái nó đen tới mức độ nào đó. Sáng giờ Ngọc sức hả chống nắng là 2 lần rồi trên mặt rồi đó. Cũng là 2 lần trên người luôn rồi đó. Trời ơi có 3 năm rồi chay. Đó chồng Ngọc thích phơi vậy đó, phơi vậy cho đen. Thấy không? Trời nó kéo ba nó vô kìa. Thôi mẹ đen vậy đủ rồi chị ơi, đen vừa vừa thôi chứ còn đen đen quá. Rồi nữa rồi kìa. Nữa kìa. Oh, what are we gonna do? Mommy, you gotta swim for it this time. I swam last time. Oh my goodness. Ơi ra nữa rồi sao cái dây đó nó bị ra hoài chạy dây ha là chay đi lần này chay đi không có ngồi trên đó sao cái dây đó nó bị tuột ra ngoài à? Cái lạnh yay daddy is a hero yeah leo lên nằm luôn leo lên nằm luôn. Con. Hả? Đó, lúc nhìn daddy nhìn daddy relaxing kìa. Nhảy không? Nếu mà bây giờ con tắm chung với mẹ nè, bây giờ lạnh lắm trời ơi, cái nước lạnh dữ lắm. Ui trời ơi. Lạnh là ghê hồn luôn á chay. Nhảy xuống không? Tắm không? Nếu mà tắm dưới nước thì mẹ tắm. Trời ơi. Nghe cho con chút. Đó, để cái thân hình body trắng nõn trắng nà đó cho đen bớt đi. Trắng nõn trắng nà trắng dễ sợ không? Mà ba chay với chay trắng cỡ nào cũng nhả nắng lẹ lắm cô chú. Da người ta trắng á. Cần bởi vì mấy người ta mình cần cái vitamin D nhiều lắm á mà vitamin D có đâu có từ nắng. Đó. Rồi nhảy đi con chọn cái nào nhảy cái nào con nhảy cái nào. Cái gì? Con bị gãy răng hả? Để mẹ coi. Để đây.
Daddy. Trời, nó mẹ con nghĩ là cái răng của con bị gãy rồi. Con cảm giác là nó bị gãy răng. Để con coi. Để đây đây. JD, I want to nó lấy cái lưỡi, bây giờ nó lấy cái lưỡi, nó đắng. Okay. I will save you. I will save you. Yes. See, that's why I made the quotations on my last picture on Facebook. Uh-huh. I will save you. Aww, JD, you are the cutest one in the world. Phone tiếng Việt là điện thoại. Rồi, nói tiếng Việt coi, nói lại nguyên câu coi. Điện thoại please mẹ. Đúng rồi, con muốn điện thoại please mẹ, đúng rồi. Excuse me. Đúng rồi, giờ nó ngồi đang ăn bánh, nó uống nước rồi nó coi điện thoại, nó relax ở trên thuyền nè cô chú nè. Rồi, coi bà chay. Chị khóc quá con. Nó ăn cơm nè cô chú nè. Nó răng cơm, nó coi, nó mới tắm da trì xong. Nó coi ai, nó vô nó thay đồ, Ngọc thay đồ cho nó. Giờ nó ngồi ở bờ, nó coi ai trì tắm. Ăn cơm như thịt kho cô chú. Trời ơi, coi cái view ăn cơm thịt kho nè cô chú coi chị. Gì vậy? Ăn đi con. Cái view ăn cơm với thịt kho chịu đời không thấu cô chú. What do you want though, Audrey? Con muốn nước đó hả? Con uống nước chứ con không uống nước đó hả? Chị đi. Con uống nước không? Oh. You want it opened? Okay, I'll do it. I really like that flavor. No. Oh, you want me to try it? Oh. Oh yeah. Yeah. Ôi ơi, nó còn kêu Ngọc thử nữa. Lemonade. It's called lemonade? Yeah, oh, it tastes like lemonade. Oh my god. No. Ăn đi con. Hey. Bự quá, múc muỗng nhỏ nhỏ thôi. Okay, come over here, I'm gonna help you. Come here, come here, come here. Ngoài đó nắng quá hả? Nó ngoài đó nắng quá, về vô đây ngồi ăn cô chú ơi. Xong con cứ con ngồi gần mẹ. Hả? À mày cầm này ha. Rồi cầm kho đã ghê không? Đó hồi nãy nó nói với cô chú, nó nói mẹ mà Ngọc hỏi nó, Ngọc lấy quần ngắn cho nó mặc, nó không chịu. Nó nói mẹ con muốn mặc quần dài. Ngọc nói trời ngoài trời nắng dữ lắm mà mặc quần dài. Nó nói không, con mặc quần dài để mũi đừng có cắn chân con, đúng không? Đúng. Chứ tính mặc quần ngắn cho nó đó chứ. Áo thì Ngọc mặc áo sao nó từ bữa ra trời nóng dữ lắm, trời nắng 30 độ. Nắng lắm. Ăn xong cái chén cơm đó mình có sức mạnh cho mình chút nữa về cho ăn cái gummy bear nghe chưa? Multivitamin á. Ăn cái gummy bear đó vô nha. Vitamin. Ừ, vitamin nữa. Somehow you want candy? You want candy? Không có sure. Ăn cũng phải qua nhà A Trì ăn nữa có được đời không? Tại nay có A Trì ở nhà đó nên là A Trì nó vô mẹ nó làm đồ ăn cho nó ăn rồi. Giờ ngồi trước nhà A Trì nó ăn được không? Đúng rồi. Thôi đời lady đúng rồi, người ta đi chơi khai giác chứ. Ồ, phải nói vậy ha con. Khai ác kiện. Khai ác tiếng. Yeah. Thôi cái đó là sai rồi, cái chữ đó trong con đọc sai chứ không phải mẹ đọc sai. Come here. Hi Audrey. What's up? You wanna eat my? You wanna try it? No, okay. Thôi ai thôi Audrey muốn cơm thịt trong Maggie nấy không? Ôi Audrey mới vô tắm xong rồi, không biết có tắm chưa, vô thay đồ nè sao? Okay. Vô kêu mẹ con chùi mũi con đi. I'm gonna make macaroni cheese. Oh, mommy is making mac and cheese. Yeah. Nice. Yummy. Huh? This guy's huge. Phone tiếng Việt là điện thoại. Điện thoại. Rồi, nói tiếng Việt coi, nói lại nguyên câu coi.
điện thoại please mẹ. Đúng rồi, con muốn điện thoại please mẹ, đúng rồi. Excuse me. Đúng rồi, giờ nó ngồi nó ăn bánh, nó uống nước rồi nó coi điện thoại, nó relax ở trên thuyền nè cô chú nè.